cuộc sống. Ở đâu có công lý. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, đây là những siêu nhân đến để giúp cho loài người của chúng ta diệt trừ chiến tranh, lấy lại hòa bình, diệt trừ điều xấu, trừ điều xấu, lấy lại điều tốt. Sao điều xấu anh chỉa qua em vậy? Không, do cái tay nó chỉa thôi chứ điều xấu đâu phải đấy, đúng không? Dạ. Diệt trừ lương lẹo là bên đây. Xin giới thiệu đến quý vị siêu nhân hồng Lan Ngọc, siêu nhân cam Lâm Vĩ Dạ, siêu nhân xanh Dương Thế Dịch và siêu nhân vàng Thị Ngân. Xin chào đón quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin mời đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân một cặp siêu nhân, một trẻ một đứng tuổi. Xin giới thiệu Thu Thủy và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tôi xuất hiện đó là một ca sĩ và một nghệ sĩ cải lương. Anh Kim Tử Long, thưa quý vị, được mệnh danh là Thánh An Giang trong game show. Trời ơi, trời ơi. No. Thiệt luôn game hả? Game nào cũng vậy mà. Không có, bữa nay siêu nhân. Siêu nhân là phải đàng hoàng. Tôi sẽ làm cho siêu nhân của tôi nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Wow. Chúng ta sẽ chia đội để chơi trò chơi đầu tiên. Đây là người phụ nữ trẻ đẹp, không có ưu điểm. Không có ưu điểm có nghĩa là có khuyết điểm. Khuyết điểm là khi chương trình đang vui hay làm chương trình buồn xuống. Đâu phải đâu anh nghĩ sao, chương trình cũng tốn rất là nhiều công sức mời em về đây. Chứ bây giờ mọi người hiểu không, sức khỏe anh thôi, sức khỏe lúc sao nào. Sao chị nghe nói là em xin vô mà. Chị đừng có cho mọi người biết, chương trình lúc nào cũng vui vẻ, cao trào hết thì nó ảnh hưởng đến nhịp tim. Tim không tốt, mình lên cao thì mình phải xuống thấp, nó mới cân bằng. Hơi dài dòng. Quyết điểm mới vừa bộc lộ luôn á. Người phụ nữ hồng, Ninh Dương Lan Ngọc, năng lượng khủng khiếp. Và khuyết điểm là năng lượng dùng vào việc xấu. Được, em cùng với lại tính cách của anh đó. Vậy hả? Anh có thể điều động em về đội của anh. Được, anh thấy em mỏng là anh chịu rồi đó. Em xin phép là người đầu tiên qua với đội của anh. Người phụ nữ áo cam, ưu điểm là tự tin, khuyết điểm là luôn nghĩ mình đẹp. Em nghĩ em cũng có thể về đội của anh Long bởi vì có nhiều cái tương đồng. Em là người thứ hai về đội của anh Long. Rồi xong luôn. Không cần phải chia gì nữa. Xong. Dạ xong. Vinh, đây chưa nói xong. Đây là người đàn ông ưu điểm là thích sự cô đơn. Hả? Khuyết điểm là chưa ai thèm. Cất qua bên đây. Đây nè, đẹp với đẹp phải về với nhau nè. Rồi đẹp bên này đẹp, đi về bến luôn. Và để tôi nghiên cứu lại. Dạ lòng không có ý nghĩa. Ngân qua đây. Ngân lòng. Rồng bằng vàng. Anh đây. Muôn rồng bằng vàng, bằng vàng. Thủy Vinh Ngọc qua đây cơ. Thủy Vinh Ngọc không thể nào được. Được. Thủy Vinh Ngọc. Bây giờ anh Kim Tử Long sẽ có hai người hỗ trợ, đó chính là Lâm Vĩ Dạ và Lê Huỳnh Thúy Ngân. Với đội hình này thì kính thưa quý vị, các bạn cũng sẽ nguy hiểm. Vì sao? Anh Long là đã có biệt danh của showbiz Thánh An Giang. Dạ, riêng trong chương trình này và một vài chương trình khác là lương lẹo và chơi dơ. Thì để bù lại thì có con bé ngây thơ. Phá tan mọi thứ. Cái sự vô duyên của nó sẽ làm cho hai người kia trùng bước. Anh có thể giới thiệu sơ về khách mời bên em không? Chưa biết luôn nè. Thu Thủy là một ca sĩ nhưng mà cái sự hòa nhập với đội hình diễn hài hoặc là diễn viên rất là nhanh chóng. Nhiều khi chúng ta đang ở đây nhưng mà có ấy vượt qua luôn. Chúng ta ở đây là ngay đỉnh núi, có ấy vượt qua luôn, rớt xuống vực. Nói chung là hôm nay là hai đội là ngang tài ngang sức. Ngang sức. Cuộc sống mà nó luôn có phía xấu và phía tốt. Chính đạo là bên mình, tà giáo là bên đây. Gì vậy? Không, bên này có đồng sáng nữa. Đàng hoàng. Thật ra thì mình thua, mình lực mình chưa chắc, nhưng mà có những game nó có lực, có những game trí não, trí tuệ là chắc chắn không có rồi. Anh Long đem em lo gì nữa em.
Thôi nha. Ngựa về ngược em ơi, tin tưởng đi. Hồi nãy nếu mà không có dấu vớ là anh đã thắng rồi. Đúng chưa? Đúng. Nè, bây giờ mình test thơ nè. Anh Long mà ghê lắm. Trong một cuộc chạy đua, mình vượt qua người thứ hai, mình thứ mấy? Là mình người thứ hai. Đúng. Ồ, hay quá Long ơi. Chắc em có lấy lại niềm tin. Con bây giờ để qua anh test nhỏ cháu anh. Những câu hỏi em thích thì là thể loại câu hỏi gì? Em câu nào cũng trả lời được. Phải không? Phải. Thủ đô của nước Úc. Sydney. Melbourne. Không, chính xác. Ủa? Đúng mà. Thủ đô nước Úc là Canberra. Đúng. Rồi, giờ thích thể loại câu hỏi gì? Câu hỏi về anh Trương Thiên Vinh. À, cái bài hát Tình Yêu Hoa Gió biết không? Dạ, biết. Ngồi bên hiên ngắm la rơi. Biết không? Dạ biết. Tác giả là ai? Tác giả đó chính là anh Trương Thế Vinh. Sai. Tác giả là Nguyễn Hồng Thuận. Đúng. Sai. Như vậy là Nguyễn Hồng Thuận. Ủa sao kỳ vậy? Em biết rồi nhưng mà em giả bộ để cho anh Vinh. Em thích nghe giọng nói của anh Vinh. Em thích nghe giọng nói của anh Vinh. Em có bị bệnh không dạ? Không, em bình thường. Rồi, như vậy là đội này. Anh không hỏi hỏi nữa hả? Em thích hỏi nữa hả? Dạ, vẫn là câu hỏi về Trương Thế Vinh. Rồi. Trên người anh Trương Thế Vinh cái gì là quý nhất? Cái đó đó. Em theo cái khác đi anh, đừng nói nữa. Em nói là cơ bắp á. Em nói là cơ bắp á. Không, quý nhất là giọng hát vì anh là ca sĩ, đúng không? Không. Đó là ngày xưa thôi. À ngày xưa, ý là giờ không hát nữa. Bây giờ hát dở. Bậy, vừa dắt vừa hay. Hay mà. Nói chung là qua phần test vừa rồi thì chúng ta thấy nè. Một người chậm chắc đầy đủ kiến thức. Một người chỉ vì cái lợi ích cá nhân mà bỏ đồng đội. Một người thì không biết gì về vị trí địa lý thế giới. Anh cho chị dạ câu hỏi thứ hai mà anh không cho em câu hỏi thứ hai. À anh sẽ cho em câu hỏi thứ hai. Đúng. Thành phố nào gần thành phố Vinh nhất? 5 4 Huế. 3 2 Huế. 1 Không chính xác. Gần gần thành phố Vinh. Ngu một lần thôi chứ ngu mà dặm thêm chi vậy. Em không thuộc về địa lý nhưng mà ngoài địa lý ra cái gì em cũng biết. Rồi, ngoài địa lý ra cái gì cũng biết. Anh đừng hỏi về toán học. Toán học đúng đừng không? Đừng hỏi về toán học. Đừng à. Hỏi về văn học. Đừng hỏi về địa lý, lịch sử. Mai cho chương trình khác đi. Cái gì con không hỏi thì sao trời. Nói chung vậy thôi, test cho vui thôi. Bây giờ chúng ta đến một phần mới. Và ở phần này hy vọng rồi mình sẽ đoàn kết lại. Ba thế hệ hãy đoàn kết lại. Yeah. Ông, bà, cháu hãy đoàn kết lại. Để yeah. chúng ta cùng nhau chiến thắng. Thưa quý vị, chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Đội chiến thắng ngày hôm nay đó là Trương Thế Vinh, Lan Ngọc và Thu Thủy. Đội thua là Lâm Vy Dạ, Thúy Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Đội thắng sẽ là người hãnh diện lúc cho đội thua ăn cái đồ ăn ở trong cái mâm này mà tôi thông báo luôn, ngon. Nó là động hay là thực? Thực. Thực. Tại vì mọi người bị bịt mắt cho nên sợ chứ chả có gì cả. Mời bịt mắt. Anh có tin gian không? Tin. Lần này anh tin. Mình đến chơi làm gì vậy? Đây là một loại động vật. Dạ. Rất ngon. Không cần nói chuyện nữa. À, ai đút cho Ngân? Anh Vinh. Ok. Mời Vinh. Vinh, đúng rồi Vinh. Anh có mở mắt không? Anh mở mắt chứ. Anh mở mắt không? Ok. Nhai đi. Nhai. Đông trùng hạ thảo. À, này bình thường. Đúng rồi, anh biết mà. Ngon. Khán giả họ chỉ hù mình thôi. Anh đừng có sợ. Hai anh em mình không có gì phải sợ hết. Hồi nãy anh thấy đúng. Rồi. Hai anh em mình có gì đâu mà sợ. Anh thấy không? Đi vô, đi vô. Đi đâu vậy? Nãy thấy rồi. Anh thấy gì? Anh thấy là một dạ. một dĩa cá nướng. Wow, ngon 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 mẹ, giòn ngon, ngon mà. Anh thấy một dĩa cá nướng rồi. Thôi nào, đừng có đổ tàu em. Áo, không phải anh Vinh đâu. Ai đúng em, không phải anh Vinh đâu. Mời anh Kim Tử Long. Thôi, để cho anh nhường phụ nữ trước. Ủa anh nhường gì kỳ vậy? Không, anh biết là cá lóc mà. Cá lóc anh ăn đi, em không thích ăn được cá đây.
Anh Long ở đây. Đừng ăn vàng. Thôi. Há miệng nào. Há miệng. Nhỏ này nó ác dễ sợ. Em tự nhiên em đau bụng quá. Há miệng. Ngon á. Dạ há miệng. Tự nhiên em đau bụng quá mà. Rau thơm nữa. Ồ. Không có gì khó khăn hết. Há miệng. Nhai. Nhai đàng hoàng. Còn không nhai thì nuốt. Con sâu xanh nữa. Anh biết món gì rồi. Món gì anh? Đừng có để dưới lưỡi. Ngon á. Ngon mà, món này ngon mà. Còn cái này nó giống như là ruột cá lóc chiên xù á. Đúng rồi. Đúng mời rồi. Mời mở miệng. Hay là ruột cá lòng tông hay cá linh gì đó. Rồi 1, 2, 3 mở miệng. Nha, yeah, càng nhai ngon mà. Protein nhiều lắm. Ngon. Kính thưa quý vị, đây là một món đặc sản của người Thái. Khi chúng ta qua đó du lịch, người Thái sẽ ăn những con bồ cạp, ăn những con sâu, ăn những con gián. Con gián? Không, người Thái không ăn gián anh. Chứ người gì ăn gián? Có ai ăn gián? Dế. Lộn. Vì vậy cho nên hôm nay mình ăn cái này là mình thừa hưởng được. Rất là ngon. Ăn cái này nó rất là bổ. Em mới thấy cái con này nó nhỏ nhỏ. Nó bổ cho những cái gì trong thân người của mình. Thân người của mình. Xin cảm ơn chương trình đã cho tôi được ăn một món đặc sản rất ngon. Thưa quý vị,